Thank you.
โอ้ยสั้นWe'll be right back.
quay như này trước này. À. Làm mấy à? Dây chan đắt
đây ông rồi đây xe đây là ơi mua đây một bốn chục ấy nhưng mà ở gần ăn nạc là đến giờ chồng cảm ấy là làm sao chết đấy hả? Để cháu chỉ biết là thấy bảo ở trong Tiến Dũng thôi. Vâng phải, người ta bảo mới làm nhà. Ai em đi năm ngoái chứ, năm ngoái rồi. Mới làm nhà cháu thế. Tôi xin sang có một đoạn gần không ý. Luôn hả? Nhà đấy làm đẹp lắm. Thấy trước là cháu bán hàng ở đối diện bên đấy, nhưng giờ cháu nghỉ đẻ cháu cho thuê. Cháu mới đi bán, chứ còn trước là cửa hàng thì cháu đối diện với nhà đấy. Còn nhà cháu thì ở bế bên này thì chỉ ra nhà đấy cùng dãy, nhưng mà nó ở dưới hơn, thì cháu ở trên này hơn một tí, mấy chục mét thôi. Đưa đây là ít tuổi mà. Vâng. Nhà đó, nhà ngoại nó giàu lắm. Nghe cũng nhanh nhẹn lắm. Mấy khi gặp chúng nó đâu. Vâng. Căn bản này bà ít sang. Qua đây có tao đến mà hàng nó về nhà thôi. Nó người như thế mình đã. Củ cải ngồng. Ủa nội ơi, có lấy rau cải không? Nó ăn được rồi. Chưa bán, nhưng mà xuyên. Xuyên mà vẫn đi đổi. Nó không lấy cải ngồng à? Mà nó không, ai có cải ngồng hết ạ? Không, con lấy một cái này. À, con cũng lấy rồi, tưởng cái này. Đâu, em hay mua rau cải rau dưa đi. Rau dưa mà ăn bá cho bán nhiều hôm rồi, bá cứ yên tâm. Ngày nào cháu đi chợ đây cũng rất là đặc. Và chợ đây đấy, ta là nhà, Thank you.
Yeah.
Thank you.
Oh,